Mình có hai hình chữ nhật màu xanh giống nhau ở trên và ở dưới. Và bây giờ mình sẽ đo chúng sử dụng hai cách khác nhau. Trên này mình sẽ đo chiều dài của hình chữ nhật theo đơn vị kẹp giấy để xem nó dài bằng bao nhiêu cái kẹp giấy. Còn dưới này ta sẽ đo chiều dài của nó theo đơn vị là cm. Hãy bắt đầu từ phía trên, bạn hãy tự giải xem hình chữ nhật này dài bằng bao nhiêu cái kẹp giấy. Được rồi, cùng nhau làm nào. Ta có thể thấy hình chữ nhật này bắt đầu ở đây và kết thúc ở ngay đây. Ta xét chiều dài của nó và ta có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cái kẹp giấy. Vậy, ta có thể nói hình chữ nhật này dài bằng 10 cái kẹp giấy. Dài bằng 10 cái kẹp giấy. Bây giờ ta hãy đo nó theo đơn vị cm. Ta sẽ làm y như bên trên nhưng lần này dùng thước để mình dùng một màu khác. Vậy cạnh trái ở đây, còn cạnh phải thì ở đây. Vậy hình chữ nhật này dài 1, 2, 3, 4, 5 cm. Dài 5 cm. Bạn lưu ý là hai hình chữ nhật này giống nhau và có chiều dài như nhau. Một cái là 10 cái kẹp giấy, cái còn lại là 5 cm. Vậy nó có số đơn vị kẹp giấy nhiều hơn số cm là một cách khác để hiểu. Bây giờ dựa vào những thông tin trên, đơn vị nào lớn hơn? Kẹp giấy hay là cm? Bạn hãy dừng video và tự trả lời xem. Cha, bạn có thể dễ dàng thấy được. Nếu bạn nhìn vào 1 cm ở đây, nó lớn hơn một cái kẹp giấy. Nhưng bạn cũng có thể suy nghĩ ra điều này bằng cách nhìn vào kết quả. Ta cần nhiều đơn vị kẹp giấy hơn là cm để bằng được với chiều dài của hình chữ nhật. Và vì ta cần nhiều kẹp giấy hơn, nên đây sẽ là đơn vị nhỏ hơn vì ta cần số lượng nhiều hơn. Kết luận, kẹp giấy là đơn vị nhỏ hơn. Mình sẽ vẽ mũi tên chỉ vào đây. Kẹp giấy là đơn vị nhỏ hơn và cm là đơn vị đo lớn hơn. Ta cần ít cm hơn để tạo nên chiều dài của hình chữ nhật so với số kẹp giấy. Vậy cm lớn hơn và bạn cũng có thể nhìn thấy điều này nếu bạn nhìn vào 1 cm và đem sau nó với một kẹp giấy, rõ ràng là 1 cm dài hơn một kẹp giấy.